Xin chào quý thính giả đã đến với chuyên Radio Hạt Giống Tâm Hồn. Hôm nay, Radio Hạt Giống Tâm Hồn xin giới thiệu đến quý thính giả một tác phẩm mang nhiều ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta. Xin mời quý thính giả lắng nghe qua giọng đọc của Kim Ngân. Ý nghĩa năm ngón tay. Ý nghĩa ngón cái là ngón tay bạn dùng nhiều nhất và dường như nó ở gần bạn nhất. Hãy dành những mong muốn tốt đẹp đầu tiên cho những người thân thương, gần gũi với bạn. Ý nghĩa ngón trỏ, hãy mong ước những điều tốt lành cho những người chỉ dạy, hướng dẫn cho bạn. Đó là thầy cô, bạn bè hay bất kỳ ai đó cho bạn, dù chỉ là một lời khuyên chân thành. Ý nghĩa ngón giữa là ngón dài nhất, hãy mong những điều tốt lành với những người mà bạn thấy kính phục. Đó có thể là một nhà từ thiện, một nhà vô địch. Họ xác lập những đỉnh cao để chúng ta biết là lúc nào cũng có thể cố gắng. Ý nghĩa ngón đeo nhẫn. Các thầy cô dạy piano nói rằng đây là ngón yếu nhất trong cả bàn tay. Nó nhắc chúng ta mong ước những điều tốt lành cho những người yếu đuối, kém may mắn. Ý nghĩa ngón út. Đây là ngón tay nhỏ nhất, nó nhắc bạn về sự khiêm tốn của bản thân và nó nhắc nhở bạn ước mong điều tốt lành cho chính bạn. Riêng ngón út bàn tay trái, đó là ngón tay dành cho tình bạn, cho những người bạn xung quanh chúng ta. Radio Hạt Giống Tâm Hồn xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và xin cảm ơn Kim Ngân đã mang đến một câu chuyện thật ý nghĩa. Nếu quý thính giả yêu thích kênh có thể nhấn vào nút đăng ký và nút nhận thông báo tại kênh YouTube để có thể theo dõi những video mới nhất. Xin cảm ơn.